Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dán màn hình UV cho Galaxy Z Fold 5. Như các bạn đang thấy, màn hình Galaxy Z Fold 5 khi không được bảo vệ sẽ xảy ra các vết xước râm nhìn khá khó chịu. Bước 1. Ướm miếng dán vào màn hình Z Fold 5. Chúng ta sẽ ướm miếng dán vào màn hình sao cho vừa khít nhất có thể. Các bạn yên tâm, trong quá trình ướm, nếu có bị sai thì chúng ta hoàn toàn có thể nhấc lên và đặt lại miếng dán. Bởi vì dưới miếng dán còn có hai lớp đế bảo vệ nữa. Bước 2, đẩy hai lớp đế bảo vệ dưới miếng dán ra. Chúng ta sẽ sử dụng miếng gạt chuyên dụng để đẩy hết hai lớp đế bảo vệ dưới miếng dán màn hình UV ra. Bước 3, miết đều keo dưới miếng dán UV. Chúng ta sẽ sử dụng miếng gạt chuyên dụng để miết đều keo dưới miếng dán màn hình UV. Trong suốt quá trình dán, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới video để cho bên mình được biết. Bước 4. Sấy miếng dán Galaxy Z Fold 5 dưới đèn UV. Chúng ta sẽ mang miếng dán đi sấy dưới ánh đèn UV. Sấy UV như vậy sẽ giúp miếng dán trở nên cứng cáp hơn. Để có thể mua được miếng dán màn hình UV chính hãng cho Galaxy Z Fold 5, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline hoặc địa chỉ hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Dán này nó sẽ che bớt đi những cái vết xước nhỏ, vết xước to thì không che được anh. Ra dán cái này nó cũng dễ, khách bên em cũng hay mua về tự dán. Anh dán gì? Anh dán màn hình với lại dán TPS cái màu lên. Máy gì thế anh? Samsung máy này 3K. Ok, ngồi ghế lại em chút.
S23FE dán màn lưng viền. Con này. Anh đợi em tí. Anh này. Đợi em tí. Đợi. Anh đang nghe điện thoại anh. Dán gì vậy? Máy gì vậy? S23FE. Bắt sâu á? Trời ơi. Bóc vỏ tôm này. Tôm này. Kinh nhỉ? Đi mua tôm cho cá. Trời ơi. Nhà giàu quá khác. 2.000. 23 ấy đây. Mua hẳn tôm cho cá ăn xịn. Khủng khiếp. Cái cá ngon. Dạ, cái thịt cái cá ngon. Sắp tròn rồi. Lưng với biển với camera. Camera này em không có bảo vệ cam. Lưng viền. Lưng viền anh. Sáng này các bạn kia mình có mà. Có điểm. Có thì cái là nó sẽ dán lên từng cái mắt thôi. Anh đúng không? Pha khổ. Bắt đầu dán trong suốt hay dán ngon? Dán trong suốt. Dạ. Rồi chán đi anh. Vàng. Cái lưng mà dán sẽ lên màu vàng. Đúng không? Cái đấy em có màu vàng nhạt giống bên cạnh không? Cái màu đậm đến hết rồi. Còn nếu mà lấy mình lên trong suốt thì cũng dòng đến nổi lên không? Nó vẫn để nguyên cái lưng màu viên viên mà này. Màu như này thì chỉ dán họa tiết thôi. Không ý em là không, dán cả cái đấy là mất màu máy luôn. À, máy chọn màu nào nó là màu đấy. Che đi một phần vết xước.